Xin mến chào quý vị đang theo dõi bản tin cuối tuần của tin người Việt Canada. Chúc quý vị và gia đình mọi điều bình an và may mắn cũng như là không quên dành những lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã dành thời gian để có thể theo dõi cũng như góp ý cho bản tin trong tuần này thì Canada có lẽ nói là tin tức không có trải qua những cái điều gọi là chấn động lắm thưa quý vị cho nên là à, mời quý vị sẽ cập nhật những tin tức về đời sống cuối tuần ngày hôm nay đầu tiên đó là lễ hội khinh khí cầu ở Alberta nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần và một lễ hội rất sôi động ở Medicine Hat của Alberta nhằm quyên tiền và nâng cao nhận thức về những vấn đề sức khỏe tâm thần và lễ hội khinh khí cầu này đã diễn ra từ ngày 23 cho đến ngày 26 tháng 5, nơi mà những phi công khinh khí cầu từ khắp Bắc Mỹ sẽ tham gia sự kiện này. Và lễ hội được bắt đầu bởi Willing và Cindy Thailand phối hợp với Our Collective Journey, một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động nhằm để có thể cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần tại tỉnh bang này. Và Raise Up có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Theo các nhà tổ chức cho biết, đối với chúng tôi, đó là việc thoát ra khỏi đại dịch và thử thách bản thân cũng như là học hỏi những điều mới mẻ nhất. Và ông cũng cho biết rằng khi mà họ hợp tác với những nhóm phi lợi nhuận thì hành trình tập thể của chúng tôi, điều đó đã tạo ra một ý nghĩa bổ sung cho thuật ngữ vươn lên raise up. Và sự kiện năm nay sẽ mang đến cho những du khách có cơ hội sẽ được lên khinh khí cầu và tham quan. Vé có giá khoảng 350 đô và có thể đặt trực tuyến. Và theo trang web sự kiện nói rằng vé khinh khí cầu là một khoản đầu tư vào một hành trình của sự ngạc nhiên và thanh thản, nơi mà những điều trần tục biến mất và những điều phi thường cất cánh. Sự kiện này sẽ có một khu chợ ở khu vực trung tâm thành phố vào ngày 25 tháng 5 hôm nay, cũng như là các xe bán đồ ăn, vẽ mặt, lau đài hơi và những bộ phim cũng như là những bữa tiệc nghệ thuật dành cho những gia đình thưa quý vị. Trang Facebook của sự kiện cũng cho biết, nhiều doanh nghiệp đang bận rộn trong những vị trí như là cơ sở của họ bằng những thông điệp rất tích cực và sự sáng tạo theo chủ đề khinh khí cầu năm nay. Và các hạng mục của cuộc thi đó là sự sáng tạo, chủ đề, độ hấp dẫn và kèm theo đó là giải thưởng. Và 7 chuyến bay được lên kế hoạch trong 4 ngày. Du khách được mời tham dự sự kiện miễn phí, thân thiện với tất cả gia đình để có thể xem những khinh khí cầu lơ lửng trên bầu trời và có cơ hội nhìn cận cảnh những khinh khí cầu này thưa quý vị và sự kiện balloon cloud cũng sẽ diễn ra ở công viên gọi là king Coley và các khinh khí cầu sẽ được buộc xuống dưới đất vào buổi tối bằng cách là đốt cháy bằng khí propan để cho giữ chúng luôn phòng lên du khách được mời tham quan và tất cả những chuyến bay khinh khí cầu sẽ phụ thuộc vào điều kiện thời tiết cũng như là thông tin cập nhật thường xuyên tại sự kiện quay trở lại thì doanh số bán lẻ đã giảm 0,2% trong tháng 3 và ở mức 66,4 tỷ đô. Cơ quan thống kê Canada cho biết rằng doanh số bán lẻ giảm 0,2%, xuống còn con số 66,4 tỷ đô trong tháng 3 do doanh số bán lẻ tại những cửa hàng nội thất, đồ gia dụng, đồ điện tử và thiết bị đã giảm. Tuy nhiên thì cơ quan này cũng cho biết rằng ước tính ban đầu của họ trong tháng 4 cho biết rằng doanh số bán lẻ đã tăng lên một chút 0,7% và họ cũng nói rằng sự sụt giảm trong tháng 3 xảy ra là do doanh số bán lẻ cốt lõi không bao gồm tại các trạm xăng, nhà cung cấp nhiên liệu và đại lý xe cơ giới cũng như là phụ tùng đã giảm 0,6% trong tháng 3. Doanh số bán hàng cũng đã giảm ở 7, trong số là 9 tiểu ngành do doanh số bán hàng tại các nhà bán lẻ đồ nội thất, đồ đạc gia đình, đồ điện tử và thiết bị thì giảm 1,6%. Và doanh số bán hàng tại những cửa hàng, ví dụ như là quần áo, phụ kiện quần áo, giày dép, trang sức, hành lý và đồ da cũng đã giảm 1,6%. Và tại các đại lý xe hơi, phụ tùng tăng 1% trong tháng 3 nhờ mức tăng 1,1% tại các đại lý xe hơi mới. Và về mặt khối lượng, thưa quý vị, thì doanh số bán lẻ tổng thể đã giảm 0,4% trong tháng 3. Và tiếp đến, các quan chức chính phủ cho biết rằng người Canada nên biết phải lựa chọn mua sắm nếu như họ muốn cho dịch vụ di động của mình có giá tốt hơn. Một quan chức chính phủ đã nói rằng việc mà người dân Canada không thể có được những mức giá tốt cho những dịch vụ di động của mình, thưa quý vị, xuất phát từ việc đó là quý vị không biết tìm kiếm những cái điều gọi là những cái điều tốt. Và bình luận này được các quan chức của Bộ Công nghiệp đưa ra sau khi mà thường nghị sĩ đã nhận xét rằng những gì mà người tiêu dùng đang trả không phù hợp với tuyên bố của Orawa về việc giảm giá điện thoại di động như là báo cáo đã đưa tin. Và tổng giám đốc chính sách về internet của ngành đã cho biết rằng mọi người sẽ nói rằng tôi nghe bạn nói rằng giá đã giảm 26% nhưng mà hóa đơn của tôi thì lại không giảm như vậy. Bạn đang nói gì về điều này vậy? Dễ hiểu đó là mọi người có cuộc sống rất bận rộn và họ chưa thực sự để tham gia thị trường để tìm hiểu xem hoặc là mua một gói cước di động mới và thường thì mọi thứ đều hoạt động khá tốt. Vấn đề chỉ là hỗ trợ hữu ích cho người tiêu dùng để có thể tận dụng tốt hơn những gì đang có sẵn ở trên thị trường. Và nhận xét này được đưa ra sau một báo cáo của Cơ quan Thống kê Canada tuyên bố rằng người Canada đã trả ít hơn 26,5% cho gói điện thoại di động của mình vào năm 2024 so với năm trước. Và sự sụt giảm so với năm ngoái là do giá thấp hơn, cho các gói mới và tăng lượng dữ liệu cho một số gói dịch vụ di động hiện nay. Cơ quan cũng cho biết rằng, chi phí về dịch vụ Internet đã giảm 13,2% so với năm ngoái do các nhà cung cấp dịch vụ Internet cũng đã cung cấp những ưu đại đặc biệt hơn. Tuy nhiên, khu vực Bắc Mỹ lại xếp hàng cao về chi phí dịch vụ di động so với các quốc gia khác. Thưa quý vị, một trang web đã so sánh về chi phí cho biết rằng, Giá trung bình cho dịch vụ điện thoại di động ở Bắc Mỹ là 104,33 đô khiến cho nơi đây trở thành một khu vực đắt nhất thứ ba trên thế giới. Và trong số 4 quốc gia ở khu vực Bắc Mỹ bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Greenland và Bermuda thì Canada có giá thấp nhất ở mức là 58,26 đô so với con số là 65 đô ở Hoa Kỳ, 111 đô ở Greenland và 185 đô ở Bermuda. Và một nghiên cứu về giá do Viện đổi mới, khoa học và phát triển kinh tế Canada thực hiện vào năm 2023 cũng cho thấy rằng Canada có một số mức giá cao nhất so với các quốc gia khác đối với gói điện thoại di động khác nhau. Và cũng cuối tuần này, Ottawa đã cho ra mắt công cụ hưu trí khi mà số lượng người rời bỏ lực lượng lao động ngày càng tăng thưa quý vị. Và khi mà ngày càng có nhiều người Canada đã đến tuổi nghỉ hưu, thì Ottawa đã triển khai một công cụ mới để giúp họ đưa ra quyết định. Và thống kê Canada cho biết rằng hơn 300.000 người đã nghỉ hưu trong năm kết thúc của tháng 8 năm 2022, tăng 31,8% so với năm trước và tăng 12,5% so với năm 2019. Và hơn 20% người Canada từ độ tuổi 55 đến 59 tuổi đã nghỉ hưu và số người ở độ tuổi từ 60 đến 64 tuổi thì không còn làm việc tăng gấp đôi. Đối với những người từ 65 đến 69 tuổi thì 80% trong số họ đề nghị hưu và con số này tăng lên tới 90% đối với những người trên 70 tuổi. Đối với trung tâm hưu trí trực tuyến thì người Canada có thể đánh giá về khả năng nghỉ hưu của họ và những lợi ích nào của chính phủ mà họ có thể tiếp cận được, bao gồm kế hoạch hưu trí Canada, CPP và an sinh tuổi già OAS. Trung tâm cung cấp một danh sách để kiểm tra giúp cho những người Canada hiểu những bước cần để có thể thực hiện để chuẩn bị cho việc nghỉ hưu của mình, và họ được hỏi những câu hỏi như là họ dự định sống ở đâu khi mà ngừng làm việc và liệu họ có kiếm được thu nhập hay không. Lập kế hoạch nghỉ hưu bao gồm việc tìm hiểu những lợi ích của chính phủ mà quý vị đủ điều kiện nhận và những tài sản nào quý vị có thể tự nuôi sống bản thân. Trung tâm bao gồm một máy tính thu nhập hưu trí mới, nơi mà khách hàng có thể truy cập để có thể nhập thông tin Chẳng hạn như là chi tiết về kế hoạch lương hưu của người sử dụng lao động hoặc là khoản tiết kiệm và RRSP. Cộng thông tin hưu trí thưa quý vị sẽ cung cấp thông tin và chi tiết hơn về cách ghi danh, cách nộp đơn xin trợ cấp OAS cũng như là thông tin về số tiền mà các cá nhân có thể mong đợi sẽ nhận được. Đối với những người từ 65 đến 74 tuổi thì mức trợ cấp tối đa hiện nay có là 713,34 đô mỗi tháng miễn là thu nhập của họ dưới ngưỡng 134.626 đô. Và người dùng cộng thông tin có thể sử dụng công cụ ước tính lợi ích OAS, mặc dù trang web lưu ý rằng chỉ có thể đưa ra ước tính về số tiền có thể nhận được mỗi tháng. Và thưa quý vị, nếu như quý vị nào muốn tìm hiểu thông tin thì mời quý vị hãy truy cập trên website có trên màn hình. Cảm ơn quý vị. tuổi thọ trung bình toàn cầu đã giảm 2 năm do Covid-19 và đây là kết quả của một cuộc nghiên cứu được công bố vào ngày hôm nay của Tổ chức Y tế Thế giới 25 tháng 5. Và theo nghiên cứu của WHO thưa quý vị, đại dịch Covid-19 đã khiến cho tuổi thọ của con người trung bình trên toàn cầu giảm xuống còn 71,4 tuổi, tương đương mức của năm 2012 và tuổi thọ khỏe mạnh trung bình cũng đã giảm 1,5 xuống còn 61,9 tuổi vào năm 2021 và cũng bằng với mức của năm 2012. Trong đó, Hoa Kỳ và Đông Nam Á là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với tuổi thọ đã giảm khoảng 3 năm. Và các nhà khoa học cho biết rằng COVID-19 đã có tác động sâu sắc hơn đến tuổi thọ so với bất kỳ sự kiện nào khác trong nửa thế kỷ qua. Và liệu quý vị nghĩ nó có liên quan đến việc tiêm vaccine hay không? Trung khớp với nghiên cứu của WHO, vào tháng 3 năm nay, nghiên cứu của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe của Hoa Kỳ cũng đã phát hiện ra mức giảm tuổi thọ trung bình của khoảng 1,6 năm của dân số thế giới do đại dịch COVID-19. Và đối với người trưởng thành trên toàn thế giới, đại dịch cũng đã có tác động sâu sắc hơn với bất kỳ một sự kiện nào khác đã xảy ra trong nửa thế kỷ qua, bao gồm cả xung đột và thiên tai. Trong giai đoạn 2020-2021, Tuổi thọ cùng đã giảm 84% trong số 204 quốc gia và vùng lãnh thổ được phân tích, chứng tỏ rằng những tác động tiềm tàng mang tính tàn khốc của loại virus mới. Và các nhà nghiên cứu cũng ước tính rằng tỷ lệ tử vong ở những người trên 15 tuổi tăng 22% đối với nam và 17% đối với nữ trong thời kỳ này. Trong đó, Mexico, Peru và Bolivia là những nơi mà có tuổi thọ trung bình giảm nhiều nhất và tổ chức y tế thế giới cũng ước tính rằng đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 14,9 triệu người vào năm 2020-2021. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì một lần nữa thủ tướng của Hungary, Orbán, nói rằng NATO chuẩn bị chiến tranh đối với Nga. Thủ tướng của Hungary cho biết rằng Họ đang đánh giá lại vai trò của mình trong NATO vì đất nước này không có ý định tham gia vào các hành động có thể gây xung đột trực tiếp đối với Nga. Phát biểu trên đài phát biểu, thì ông Orbán đã tuyên bố rằng đất nước của ông không đồng tình với EU trên lập trường của khối đối với Ukraine. Và Hungary hiện đang nghiên cứu những cách hợp pháp để có thể duy trì tư cách thành viên của mình, nhưng mà có quyền từ chối tham gia các hoạt động của NATO mà nước này không đồng ý. Lập trường của Hungary là phải được xác định lại. Các luật sư và các quan chức của chúng tôi đang tìm cách để cho phép Hungary tiếp tục tư cách thành viên của NATO mà không cần tham gia vào các hoạt động của NATO bên ngoài lãnh thổ của khối. Và Hungary cần phải tạo ra một cách tiếp cận mới, một định nghĩa mới với tư cách là một lực lượng ủng hộ hòa bình trong NATO. Những gì đang xảy ra vào ngày hôm nay ở NATO và Hoa Kỳ có vẻ như là đang khởi động cho một cuộc xung đột quân sự trực tiếp có thể xảy ra. Và chúng tôi có thể gọi đây là sự chuẩn bị cho việc châu Âu tham gia vào cuộc chiến. Và ông cũng cảnh báo rằng, kết quả cuối cùng của những hành động này có thể là một cuộc xung đột trực tiếp giữa EU, NATO và Nga. Một viên cảnh nghiệt ngã về cuộc xung đột sẽ liên quan đến các cường quốc hạt nhân. Và lưu ý rằng, khối được thành lập với mục tiêu đó là bảo vệ các quốc gia thành viên chống lại những kẻ xâm lược chứ không phải là tiến hành chiến tranh bên ngoài lãnh thổ của EU. Và bình luận về tuyên bố của phương Tây rằng, Nga có khả năng sẽ tấn công châu Âu nếu đánh bại Ukraine. Và ông Orbán cho biết, khả năng mà điều này xảy ra là cực kỳ mong manh và những cảnh báo chỉ là cái cớ để có thể trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine mà thôi. Hungary cũng đã phản đối việc mầm NATO tài trợ và trang bị vũ khí cho Ukraine ngay từ đầu vào cuộc xung đột tháng 2 năm 2022, Nước này đã không gửi bất kỳ một vũ khí nào thưa quý vị đến Ukraine và không cho phép giao vũ khí qua lãnh thổ của Hungary, bất chấp áp lực từ cả NATO và Hoa Kỳ. Và Hungary đã kêu gọi ngừng bắn và giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột này. Và vừa rồi là những tin tức cập nhật trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị một lần nữa và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo tại channel Tin Người Việt Canada.